Xin kính chào cô chú anh chị các bạn đã trở lại với kênh Sông Nước Miền Tây. Hôm nay thì Thanh đang có mặt trên con đường từ ở ngã ba Trạm Máy Kéo của Mỹ Xuyên đi qua ngã ba Trà Tim về đường Trần Hưng Đạo của thành phố Sóc Trăng để chia sẻ những cái hình ảnh ngày hôm nay như thế nào đến cho cô chú anh chị xem ngày hôm nay nhé. Bây giờ xin mời cô chú anh chị cùng theo dõi video. Đây là ngay cái cầu Phú Thuận của Mỹ Xuyên với bên Trà Tim. Bây giờ mình bắt đầu di chuyển về hướng của Sóc Trăng và Trà Tim. Rồi phía trước mình đây là cái khu ngã tư của đường Văn Ngọc Chính nối liền với đường Cần Giờ các bạn. Còn mình đi thẳng qua là mình đi Trà Tim. Còn ở nơi đây thì cũng có một cái khu du lịch của Kim Long quê tôi. Cách này khoảng 500 m các bạn, mình sẽ tới. Hiện giờ cũng đang đóng cửa. Đây là cái khu dân cư thương mại của Lê Thành ở Sóc Trăng các bạn. Khu này thì cũng rất là đông người dân cư vào ở nơi đây các bạn. Còn đây là cái viện nghiên cứu về công nghệ của tỉnh Sóc Trăng nằm ở nơi đây các bạn. Được thiết kế những cái hình tròn rất độc đáo các bạn.
Còn phía bên tay phải mình đây là về cái phường 10 của thành phố Sóc Trăng các bạn. Phong cảnh rất là đẹp nha. Ruộng lúa của người ta được trồng rải mạ xanh tươi luôn. Còn đây là cái dòng xoay ngã ba Trà Tim các bạn. Thì các bạn nhìn thấy tình hình sau khi thành phố Sóc Trăng giãn cách xã hội thì rất là vắng vẻ nha, ít có người qua lại. Đây là hình ảnh trưa nay vào ngày 15 tháng 7 hôm nay tại ngã ba Trà Tim của thành phố Sóc Trăng rất vắng vẻ. Rồi bây giờ mình tiếp tục đi vào đường Trần Hưng Đạo, con đường chính đi dẫn vào thành phố Sóc Trăng các bạn. Ở nơi đây là nơi đây ngay góc đầu ngã ba Trà Tim đi vào trung tâm thành phố Sóc Trăng trên con đường Trần Hưng Đạo hôm nay. Thì các bạn nhìn thấy tình hình rất điều hiu do bà con mình ở trên toàn tỉnh thành phố Sóc Trăng thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế rất nghiêm túc, cho nên vắng vẻ là một điều rất tốt. Mình cũng xin chúc cho quý cô chú anh chị và các bạn luôn có một sức khỏe dồi dào và có niềm vui trong cuộc sống để cùng chống qua đại dịch Covid hôm nay. Còn đây là cái trường của thành phố Sóc Trăng các bạn, cũng có đóng cửa, chỉ có người trực ở trong trường thôi. Còn mình đang đứng phía trước trường của thành phố. Rồi bây giờ Thanh cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc cô chú, anh chị và quý vị một ngày mới vui vẻ, sức khỏe tràn đầy. Và nhớ đón xem những video kế tiếp của Sông Nước Miền Tây. Xin bye bye và hẹn gặp lại cô chú, anh chị trong video sau của Thanh nhé.